xong cái chân đèn này nè, đó đó, thì cái này mình có thể quay tới quay lui được nè, cái chân đèn mình quay được. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hôm nay mình mới mua một cái đèn để mình quay phim chụp ảnh. Cái đèn này là hiệu Godox. Mình mới mua hôm qua trên Shopee. Mới mua hôm qua trên Shopee rồi sáng sáng nó đã giao rồi, giao cực nhanh luôn. Mình mua hàng trên Shopee á, thì mình không có được đồng kiểm, không cho xem hàng. Đó, không cho xem hàng, mình mới nhận luôn, mình thanh toán tiền tên thanh toán online luôn, không đồng, tại vì mình thường xuyên mua ở trên Shopee á, cho nên mình không có sợ bị hàng không có bị tráo hàng hay gì đó. Để mình mua, mình biết cách để mình chụp ảnh, mình quay phim lại. Ví dụ mình mua mà mình cảm thấy không hài lòng á, thì mình chụp, mình quay phim là không đúng mẫu, thì mình khiếu nại trên Shopee, thì Shopee sẽ giải quyết cho mình. Đó, là không cần xem hàng luôn. Rồi hôm nay mình sẽ khui một cái đèn để mình mua về để mình quay phim chụp ảnh á. Cái đây đây là cái hiệu của nó là Godox SL60, đèn LED SL60. Đó, bây giờ mình khui cho các bạn xem nha. Mình đặt hàng thường xuyên đặt hàng trên Shopee lắm, tại vì Shopee nó giao nhanh lắm. Mình đặt ví dụ mình đặt hôm nay mình đặt là mai là có hàng rồi, mình chọn nhà vận chuyển giao hàng nhanh hay giao hàng tiết kiệm gì cũng cũng được hết, nhưng mà chủ yếu nhưng mà giao hàng nhanh với hàng giao hàng tiết kiệm mới giao cực kỳ nhanh. Mình mới đặt bữa là có hàng thôi. Nếu mình có cái ví, mình tạo tài khoản ví trên Shopee á, mình có tài khoản tiền trên đó, cái mình đặt thanh toán online luôn, mình khỏi cần trả tiền. Tại vì bình thường Shopee là mua hàng á, không có cho kiểm hàng, nên là không cho xem hàng, cho nên mà ví dụ mà các bạn mua một cái sản phẩm nào đó các bạn chưa rành á, thì các bạn cứ cứ quay phim như mình nè, quay phim lại cách khui hàng để khi mà hàng không đúng ha, là hàng bị lỗi, hàng bị bể thì á, thì mình có cái chứng nhân chứng để mình gửi cho Shopee, mình khiếu nại trên Shopee, Shopee sẽ giải quyết cho mình đó. Cho nên các bạn đừng có sợ là không cho xem hàng thì mình không mua, nhưng mà mình phải biết cách, đúng không? Không cho xem hàng nhưng mà mình phải biết cách mua nha các bạn, biết cách mua và biết cách khiếu nại tên Shopee thì Shopee sẽ giải quyết cho mình hết đó. Cho nên mình đừng có sợ là mua hàng không cho, tại số lượng ví dụ mình mua hàng á chừng mấy chục ngàn, trăm hai trăm ngàn thì cũng không cần thiết, không cần thiết. Tại vì cái này là mình mua cái sản phẩm này, cái đèn này á, tới tới 2 triệu, 2 triệu mấy lận các bạn, 2 triệu 3, 2 triệu 4 gì đó. Nếu mà mình không mua Shopee thì mình mua Tiki hay Sen Đỏ, Lazada thì nó cũng vậy thôi. Cái giá tiền á thì nó cũng xem nhau luôn. Cái giá tiền mình mua là cái giá của nó là khoảng 2 triệu mấy, mình quên tiêu rồi, 2 triệu mấy. Thì mình coi hết mấy cái trang bán hàng rồi, thì cái đèn này á, thì nó cũng giá nó cũng gần gần nhau, xem nhau hết. Cho nên mình thích đặt Shopee thì mình mua Shopee hơn. Còn các bạn muốn mua đảm bảo nữa là mua Tiki á, thì Tiki là cái nhà bán hàng mà người ta rất là cái quan tâm đến mình, cho nên hàng bị gì đó thì cho đổi trả thoải mái vô tư luôn, cho nên các bạn không sợ. Đây là cái mã của nó nè, SL60 W là ánh sáng trắng các bạn nè, wide ánh sáng trắng nè, series video để dành mình già quay video nè, video live ánh sáng đó. Rồi 2,5 kg à, cái này 2,5 kg. Mình mua cái này á, thì nếu mà các bạn phải mua thêm cái giá đỡ á, cái chân để mình kẹp vô cái đèn, còn cái này là chỉ là cái bộ đèn thôi, mình phải mua thêm cái chân nữa các bạn. Còn còn trong cái phần mà chụp ảnh này nọ, nếu mà các bạn muốn muốn quay phim thì các bạn phải mua dù nữa, mua dù ánh sáng, tảng sáng hay là gì 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 đi đó. Còn đây là cái thông số cuốn sách của nó, hướng dẫn, đây là hướng dẫn. Nó có phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung.
Đây là cuốn sách hướng dẫn của nó nè. Cái này mình cũng chưa biết, chưa hề biết sử dụng nha các bạn. Tại vì mình xem trên mạng thấy các bạn thấy mấy bạn mà hay quay phim nó sử dụng cái đèn này, nó giá nó rẻ mà nó ánh sáng cũng sáng, cho nên mình đặt thử, cho nên mình cũng chưa có biết cách sử dụng nó như thế nào. Mình chỉ quay mình review cái sản phẩm mình mua cho các bạn xem, cho các bạn xem. Rồi sau này mình rành về cái vụ mà ánh sáng hay gì đó thì cài đặt như thế nào thì mình sẽ làm một cái clip khác mình review cho các bạn. Đó, bên trong cái thùng đó đèn này rất là bự luôn. Đèn rất bự nha. 20 khoảng 30 á. Khoảng 30 á. Đấy, cái đèn này nó bự chà bá luôn à. Chóa của nó, cái chóa của nó à. Cái này là cái remote điều khiển, cái remote điều khiển à, mình gắn pin vô hai cục pin tiểu nhỏ này. Rồi, ok. Cái này là cái dây nguồn của nó. Đây, cái bộ đèn nó quá bự quá, nặng luôn, tới mấy ký nữa, tới 2 ký mấy. SL60 60W là wide, cái này wide là ánh sáng trắng đó các bạn. Nó có chữ L nữa. Ví dụ các bạn mua chữ L là light, chữ L là ánh sáng vàng á. Ủa, Y chứ. Y có chữ Y nữa. 60W nè. Rồi có chữ Y, Y là có zero, ánh sáng vàng và ánh sáng trắng. Rồi mình cho các bạn xem ở phía sau của nó là công tắc on off nè. Cái này có bảng điều khiển nè. Bảng điều khiển ánh sáng. Công suất của nó là hai, cái này là nguồn điện là 240V. 200. Rồi. Để mình sẽ bắt đầu mình sẽ dựng cái chân đế lên và mình mở ánh sáng lên cho các bạn xem nha. Còn cái này mình gắn cái chóa lên nè, gắn cái chóa, để mình gắn cái chóa lên thử. Rồi mình gắn cái này nó bảo vệ cái bóng đèn á. Giờ mình tháo nó ra. Mình muốn mình tháo cái này ra để mình đè nó xuống nè, nó có cái cây nè. Mình đè nó xuống để mình bật cái này ra đó. Nó thì nó có một cái bóng đèn LED. Đó, cái bóng đèn LED đó, đó. Để mình gắn cái chóa mình vô. Đấy. Nè, rất là đơn giản luôn. Chỉ cần mình đè nó, mình quay qua là cái cục lại dính lại. Khi mình lấy ra mình đè cái nút này xuống nè, mình dặn là mình lấy ra. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ ghim điện ha. Mình sẽ ghim điện mình thử cái bóng đèn nó như thế nào nha. Rồi sau đây mình đã gắn xong cái chân đèn. Khi các bạn mua cái đèn á, về các bạn phải mua thêm cái chân đèn nè. Đó, mua thêm cái chân đèn, mua thêm cái chân đèn mình gắn vô. Thì hồi nãy giờ mình đã gắn vô cái xong cái chân đèn rồi nè. Đó đó, thì cái này mình có thể quay tới quay lui được nè. Cái chân đèn này mình quay được nè. Đó, mình quay được.
thì cái phần ở dưới đây là mình có thể cụp lên cụp xuống được. Cái đèn của nó mình gắn ở đây nè, có thể mình bẻ cụp lên cụp xuống được luôn. Rồi mình quay tới quay lui, mình hướng lên hướng xuống. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn pin và mình ghim cái đèn, mình thử nghiệm cái đèn nó như thế nào nha. Rồi, sau khi mình ghim điện thì mình bật công tắc lên nha, bật công tắc lên thử, mình thử nghiệm nó đó, thì nó hiện lên cái phần mà gì 10%, 30 độ C. Đây là cái ánh sáng của nó nè, đó các bạn thấy ánh sáng của nó chưa? Đó, để đóng cửa lại nha, đóng đóng cửa lại coi cái ánh sáng nó như thế nào nha. Đấy, đấy ánh sáng đó nè. Rồi để mình chỉnh thử cái nút này coi nha, tại vì mới mua về cũng chưa biết nữa. 11%, 12%, 13%, 14% là cái độ sáng đó. Đây là cái remote nè, khi mình gắn pin nó vô hiện tại là độ của nó, là hiện tại nó là 4.004K, là ánh sáng 4.004K các bạn. Rồi để mình chỉnh cái đèn ở trong đây coi nó sáng sáng tới đâu nha các bạn. 18, 19. Quay cái này nè. Dặn hết luôn đây. 25. Mình dặn thử tới 100% cho nó sáng cỡ nào nha các bạn. Bảy mươi tám phần trăm 100% coi sáng trưng luôn, 100%, 100% là nó sáng trưng luôn. Rồi mình chỉnh xuống 50%. 50% thì nó tối lại, dặn xuống nó tối lại. Tùy theo cái mục đích sử dụng của mình. Đó. Đó. Đó, đây là ánh sáng nó chiếu, đang chiếu vô mặt mình nè. À. Chói luôn. Đây, ánh sáng nó chiếu vô mặt. Rồi. Cái clip hôm nay mình chỉ khui sản phẩm cho các bạn xem là cái mẫu đèn nó như thế nào thôi, để mình tìm hiểu kỹ cái đèn nó như thế nào rồi mình sẽ làm một cái clip review sản phẩm cho các bạn xem nha. Ok, xin chào các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để có thêm những cái clip mới thì nó sẽ báo qua mail cho các bạn xem nha.